Trời 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 trời, con cua kìa, con cua thằng kinh không nổi. Nhảy vậy mà hốt đại con. Ôi trời nó bự à. Thằng kinh nè. Ôi trời nó bự bà ơi. Ủa được con cua bự bà ơi. Ủa trời nó á kinh không kìa. Đâu đâu qua cầm lên đây. Ôi trời nó bự à. Quá đã. Con bự luôn á. Ôi trời được cá lóc bà ơi. Quá đã ơi. Nè, cá lóc bự ghê luôn á. Nè, chạy ra con cỡ 1 ký luôn á. Ôi trời. Nè, dính được con bự nè. Nè, nè. Ủa trời con cá lóc nó bự à. Đó, bự thiệt bộ. Hai con luôn chạy hết con rồi còn con. Nè, bỏ vô nha. Bỏ vô đi. Trời nó bự à. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi săn bắt ở dưới suối các bạn. Thì hôm nay có Bảo Thu Đồng Nai nè. À có thêm bà chị mình đi theo nữa các bạn ơi. Đây. Đó. Đây. Bà chị của mình đây. À, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi săn bắt ở dưới suối nha các bạn. Được con cua rồi các bạn ơi. Đây mình quay cho các bạn coi nha. Và ngày hôm nay Báo Thủ Đồng Nai với chị mình sẽ đi bắt cua bắt cá ở dưới suối các bạn. Đây bà chị của mình đây. Đây cua đấy. Ôi trời ơi làm giật mình. Con chạy mất tiêu rồi. Trời dở quá. Trời con ếch nhảy rồi đó. Có ếch luôn hả? Đã vậy. Đây bà chị của mình đây. Rõ. Đừng con cua bự các bạn ơi. Cua bự quá nè. Ủa quá đã rồi. Cua nó mập ha. À. Cua này là chặt không luôn. Ôi trời đừng con cua ơi. Ấm lòng này. Đừng con ơi. Hai con rồi đó. Đâu. Ủa cua bự. Ôi. Nó là bà chị mình sẽ chở tài đi bắt cua nha các bạn. Chị mình là cao thủ bắt cua các bạn ơi. Rồi rồi chị mình bị kẹp rồi các bạn ơi. Báo Thu Đồng Nai cũng bị kẹp luôn rồi các bạn ơi. Hai mẹ con bị kẹp rồi. Con cua khá là to. Rồi 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 nhìn mặt Báo Thu Đồng Nai thấy không vui. Nước mạnh quá các bạn ơi. Con cuốn trôi mình đi luôn các bạn. Nè. Ồ trời nước nó cuốn nè. Đây bà chị mình đây. Đó nước. Nước nó cuốn nó như nước lũ kìa các bạn. Nè. Nó mạnh nè. Ủa cua có cua. Em. Ây da. Dưới này toàn là cây không các bạn ơi. Đi dướng giò quá. Ây da. Wow, đã rồi. Đâu? Wow, trời, hai con luôn các bạn ơi. Bùm một hai con luôn nè. Một khen hai con luôn. Ồ, nó bự à. Nè, thấy chưa hai quá con đã con rồi. Vậy là một hang ba con luôn hả? Mình đứng mà nước nó chảy rung mấy quay luôn rồi. Quá đã rồi. Đừng con cua nữa các bạn ơi. Ồ quá đã rồi. Hôm nay quá trời cua luôn rồi. Còn cua khủng luôn các bạn ơi. Ồ, hôm nay Báo Thủ Đồng Nai đi quậy cho đục nước các bạn ơi. Nè nó đi thằng tấu hài không mà chứ không làm được gì chân á. Gặp đâu. Hôm nay mình chỉ hy vọng vào chị mình đó các bạn. Mấy hôm bữa trước mình đi bắt cua về á được có chừng ký mấy à. Chị mình nói tụi mày đi dọc nước thôi chứ làm gì. Hôm nay chị mình đã ra tay các bạn. Rồi cua đâm đau quá. Chị mình bị cua đâm đau rồi các bạn ơi. Mò chúng con cua cái con cua nó đâm. Trời ơi trời nó sâu rồi các bạn ơi. Trời ơi ngập mình luôn rồi.
nè. Ồ trời đã quá. Hôm nay ấm lòng ơi. Bên kia sao mày? Đừng con nữa bà ơi. Khúc này chưa nhiều mà chị mình đã mò đường mớ rồi nè. Một lát mà xuống dưới kia nè không biết cỡ nào. Ủa trời liên tục bao con luôn rồi. Quá đã rồi. Ở bên kia đường con rồi kìa. Ủa bên đây có nữa các bạn ơi. Để dễ vô đi vô. Quá đã. Báo thủ ra đường con đầu tiên. Ủa chị mình đã đường con thứ N rồi các bạn ơi. Là 4 con nè phải không ta? Ủa 4 con rồi. Bự nè. Ủa trời nó bự à. Đây con đó nè. Đúng là cao thủ đó, ra tay con khác. Con nè. Chị mình là chấp mọi đối thủ các bạn. Ai mà mò cua hơn chị mình là mình giận luôn các bạn ơi. Cái này cua nhiều quá. Con này có cua dữ đó, giờ có mò cái này đâu. Quá đã rồi. Đúng là đi với chị của mình có khác. Ừ, trời trời trời, liên tục luôn. Ủa trời. Đã rồi. Hai ba con dữ ơi. Ồ trời trời đã vậy. Mình thấy cũng thấy ham quá các bạn ơi, nhưng mà mình không có xuống mò được. Nè. Wow, trời đã vậy. Nè. Quá ấm lòng rồi. Hai con luôn. Ồ con cua nó đen nè. Ồ trời, hai ba con luôn các bạn ơi. Ai da. Quá đã rồi. Ui cua này ngon lắm nè, ốc dữ luôn. Ui cua gạch, cua gạch. Ủa trời ơi kìa. Chỗ một hai con. Kỳ ta. Một chỗ hai con luôn. Rồi, thôi rồi, to rồi các bạn ơi. Hôm nay báo thủ đi mới được có một con các bạn ơi. Hôm nay báo thủ tiếp tục đi báo tiếp các bạn ơi. Rồi to ấy rồi, có mò chưa khác? Chưa, ai ôi. Ồ, được con bự trời, được hai con rồi, mừng quá. Đó, mừng luôn. Quá dữ. Hết sảy con bà bảy bán cháu gậy. Ô lộn, hết sảy con bà bảy bán cháu quậy ơi, chờ gậy. Đâu 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 đâu. Ồ nhỏ quá. Đâu 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 đâu. Ôi trời ơi. Đang con cua nữa bạn ơi. Siêu to luôn. Mấy hôm bữa trước mà chị mình mà đi với mình chắc được chắc cục chục ký luôn các bạn. Hôm nay chắc cầm thùng không nổi luôn. Quá đã rồi. Thôi được con cua nữa bạn ơi. Ồ bậy rồi, con sò con hến gì á. Tưởng đâu con cua. Rồi bên kia tình hình báo thủ sao rồi? Không có nào hết hả? Đúng là đi theo báo được các bạn ơi. Mình đặt tên báo thủ lần này đúng là không có sai thiệt. Quá dữ rồi. Trời 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 trời, con cua kìa, con cua càng kinh không nổi. Chảy gì mà hốt đại. Ủa trời nó bự à. Càng kinh nè. Ủa trời nó bự à. Ôi trời, vô đại vậy cũng dính nữa. Quá xa đã rồi. Hôm nay báo thủ lần này đang nói sốc kỳ gì vậy ta. Kiểu này chắc về tới nhà chắc được bao ông con quá. Rồi to rồi. À. Không có hy vọng các bạn ơi. Xuống dưới đây có hang tôm, hang cua đồ tùm lum chân á. Hả? Các bạn ơi, ồ nó bự à, quá đã. Cũng được khá khá các bạn ơi. Toàn là dép không các bạn ơi. Tại vì đi á, nhiều khi á, có mấy khúc gai mình đi bộ á, phải mang dép theo. À, hôm bữa mình, cái mít của mình bị hư luôn các bạn ơi. Đi bắt cua cái bỏ vô trong thùng không có gì đựng á, hư luôn rồi. Có không, có không? Bán từ 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 từ. Đã vậy.
Ồ quá đã rồi. Ồ chị anh bắt được cua bự nữa các bạn ơi. Cua nó bọn thùng ra quá trời luôn rồi. Ồ trời. Quá đã rồi. Nè đi qua đây. Cua cần kênh. Ủa đã vậy. Mọi người xem tới khúc này nhớ cho chị mình like nha. Đăng ký kênh ủng hộ hai chị em mình nha. Quá đã luôn rồi. Cua bự luôn cả. Ồ quá ghê. Quá ngon luôn à. Hôm nay báo thủ lại đi tiếp tục đi tống hài. Đây cái 2K6 bữa mình quay cho các bạn coi nè các bạn. Sâu lắm luôn á. Nè, ất lở nè. Đó. Rồi báo thủ hôm nay đi đạp đá đạp cây gì đất dọ bạn ơi. Đúng là đi theo báo với tàu hài thôi, quậy cho đục nước chứ không được gì hết á. Tàu đựng con cua siêu bự nữa các bạn ơi. Quá đã ơi. Trời ơi. Quá trời các bạn ơi. Hôm nay chị mình ra tay mới có nhiêu đây là bằng bữa hai cậu cháu mình đi về. Đây. Báo thủ hôm nay đây tiếp tục đi theo báo. Đó. Thế vậy chết thương lắm rồi nha. Lỗi cậy đi chơi. Quá đã luôn rồi. Cậy đi ba. Đi mò đi báo thủ. Đi mò đi. Để thể hiện cho khán giả xem rằng là mình không phải báo thủ. Hãy đi mò được nhiều tôm cá đi. Rồi rồi. Thanh niên chơi ngu báo thủ rồi các bạn ơi. Ủa trời hai con cua luôn các bạn ơi. Ủa đừng con cua à. Một con. Quá đã. Xin vía xin vía. Chú xin hả à? Mất hả à? Rồi luôn. Rồi thôi tiếp tục. Nè, cua bự nè. Ôi, nó bự rồi các bạn ơi. Con cua này nó bự quá chứ bự hồi nãy giờ. Ôi, cua cần kình. Cua cái mà. Cua cái hả? Mà càng bự dữ đó hả? Ừ, nó mập. Ôi trời, nó mập đó. Ôi, con này mà luộc chấm muối ớt một cái đó nghe nhức nách luôn. Sao quá hả? Thôi bỏ đi, để tốt. Một con cua bự nữa rồi. Quá đã. Cua xin vía mẹ ơi. Báo thủ hôm nay không biết xin vía vậy chân. Dạ. Ồ, ồ nó bự à. Bỏ bỏ vô đi. Không sao đâu, không sao đâu. Quá đã rồi. Chạy rồi. Chạy nữa hả? Ủa sao mày không vốn có gì hết vậy? Chạy gì đi 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 qua đây nè. Từ đầu tới cuối không tính gì hết vậy. Đây chỉ là ganh đồng thôi. Đây đừng con nữa. Đây là ganh cao thủ các bạn ơi. Đây, đây là ganh đồng, ganh bạc gì đâu không biết nữa. Đi theo tàu hài thôi. Đây là ganh cao thủ nè. Đừng cua bự nữa các bạn ơi. Má thủ đừng con các bạn ơi. Ủa trời bự à. Quá đã. Mẹ của báo thủ này cũng đang được bắt được con cua bự các bạn ơi. Cua bự quá các bạn. Ôi trời. Hôm nay đi theo chắc giác thùng về không nổi quá. Cua bự thiệt á, càng kinh nè. Ủa được con cua càng kinh. Ồ rồi nó càng nó bự à. Quá đã rồi.
nhiều quá rồi đó, nãy giờ 2 kg rồi đó. Trời ơi. Dép luôn á thì 2 kg có. Rồi, được con nữa. Đó một hai con nè. Con gặt nè. Ồ ồ đã. Hết rồi. Đi báo tiếp rồi. Đúng là báo thủ đồng Nai. Ủa đừng cá bạn ơi. Cá. Ủa con cá nó bự à. Ủa được một con cá lóc siêu to khổng lồ luôn. Quá đã rồi. Bự quá, bỏ xuống kìa. Ôi trời. Nhảy, nhảy. Nhảy. Quá đã các bạn ơi. Ngay đó. Rồi nó gần dưới rồi, gần dưới rồi. Đâu? Gần dưới rồi. Ở ngoài. Không có. Quá dữ các bạn ơi. Đúng là cao thủ có khác. Cao thủ với bảo thủ. Ước gì mấy clip sau cũng có chị mình đi theo các bạn ơi. Vậy mới thú vị chứ đi với báo thủ này nó chán ộm bạn ơi. Mò đi, tiếp tục mò đi. Hôm nay giáp hồng về không nổi luôn bạn ơi. Được hai con bự luôn bạn ơi. Một con. Một heo hai con luôn. Quá đã rồi. Ồ. Quá đã rồi các bạn ơi. Ủa gì? Đã vàng. Cái gì? Trời ơi vàng trôi sống luôn. Được con cua nữa các bạn ơi. Quá đã rồi. Ồ. Quá đã. Cua nữa các bạn ơi. Mình hôm nay trúng mánh rồi. Nó kẹp. Ai biết đâu được. Ai từ từ bắt. Hai con luôn. Hai con luôn gì á. Tại vậy. Cua bự. Tại vậy. Mình đổ trong thùng rồi. Hai con sao? Hai con. Mò hàng xích dưới á chị. Dưới xích dưới có hàng tôm á. Nè, con cua bự nè. Ủa trời, nó bự à. Trong đây chắc con cua bình cần kinh quá trời bự luôn ơi. Còn con nữa nè. Con hai con gì á. Ai giá kẹp ơi. Rồi bỏ thùng đi, bỏ thùng đi. Vậy là còn con cua cái nữa. Cua cái nó giữ con cua đực á. Nè, xém kẹp nè. Ồ trời. Nói cua này gặp không. Hẹn hai con luôn. Quá đã. Nè khúc này mới nhiều đó các bạn. Đó khúc này xuống dưới mới nhiều nè. Ủa trời hai ba con luôn bà ơi. Ôi sâu quá trời bà ơi. Ui bò hai ba con luôn. Tới gần cổ mình luôn rồi. Mẹ đi tới đâu là có cua tới đó vậy xin vía rồi. Ôi ôi trời đây một con cua bự. Hai con nữa gì vậy? Đâu rồi? Hai con nữa. Nằm đâu trong đó đó. Đẩy ra hai cái đầu gối nè. Ôi. Quá đã luôn rồi. Đẩy ra hai cái đầu gối rồi, hai con bự đó. Bệnh ơi. Đi rồi. Kéo ra, chạy ra, uổng ghê luôn á. Đi rồi, chạy ra, bắt được con à. Đây. Đi theo báo. Bệnh luôn. Bệnh luôn rồi. Chạy ra, chạy ra. Nướng sâu quá. Ủa các bạn ơi. Con của bự khá là bự. Ồ, ồ trời cho bá lửa luôn. Mà có cua nhiều quá. Khúc này nhiệt cua nhiều nè. Rồi tiếp tục. Ủa được con cua bự bạn ơi. Ủa trời nó á cảnh luôn kìa. Đâu đâu qua cầm lên đây. Ủa trời nó bự à. Rồi được con cái nữa rồi. Quá đã rồi. Một hai hai con luôn. Sướng rồi. Khu vực này nhiều lắm nè. À thôm. Ê em tôm mới lạ bữa giờ đi không thấy. Rồi vô. Phát phát tay con cua này phát. Sâu quá. Sâu quá sao có tay không thấy. Kìa. Có con cua trong này nè. Cầm đó đá cầm con cua mẹ. Một lát mình cũng phải ra tay bạn ơi. Nhìn đã quá. Nhìn thấy ham ghê.
ăn không? Có con cua chổng. Có không? Có không? Gần nữa các bạn. Nhóc trái luôn các bạn ơi. Một lát mình sẽ bẻ dèm nấu canh nha các bạn. Lúc gần này mình nấu canh cua thôi nè nè nè. Trái trái lớn lớn là vừa ăn được rồi nè. Đó. Cua kẹp con. Ồ quá đã. Một con cua bự. Trời ơi, cua kẹp. Con này dắt bự lắm nè. Nhỏ hả? Ai dắt hai con. Hai con luôn. Ba con luôn. Ủa, heo ba con luôn. Quá dữ rồi. Trời ơi, trời heo hai con luôn kìa. Hai con nè. Chụp không kịp luôn. Quá đã. Ủa trời, được cá lóc mà không? Quá đã rồi. Nè, cá lóc bự ghê luôn á. Nè, chạy ra con cỡ 1 kg luôn á. Ủa trời. Nè, dính được con bự nè. Nè, nè. Ủa trời, con cá lóc nó bự à. Đó, bự thiệt bự. Hai con luôn, chạy hết con rồi, còn con. Nè, bỏ vô nha. Bỏ vô đi. Con trời, nó bự à. Ủa trời. Ê, sao chuẩn bị con bự ơi. Sao không biết sao vợ? Để vô đại đi. Để cổ đi. Rồi. Con cá bự á. Ôi trời. Ôi trời, bạn ơi con cá nè. Chạy ra con rồi á. Hai con lận. Mà chạy ra hết con rồi, còn con nữa, còn không? Chạy ra được nách. Nó lần theo nách chị mà nó chạy ra con ơi. Quá đã rồi. Đây cái bụi tre bạn ơi, cái bụi tre gai. Mình không có dám đi vô, mình đi bọc bên kia mình mới chạy lại nè. Quá trời luôn, gác ghét nè. Ba bọc kia không à. Còn không, còn không? Hai con cái ha, miệng ha nó rộng quá. Hôm nay nhờ có chị mình mới được nhiêu đây chứ không có chị mình chắc được cái nịt các bạn ơi. Còn mỗi cái nịt. À còn khúc nãy nè. Ừ. Giờ là được hai con rồi, ấm lòng rồi. Bự các bạn ơi. Ồ, wow, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, con cua được. Trong này toàn là bụi vô bạn ơi, khó quay các bạn ơi. Chị mình chung cho bụi vậy. Tại cái cây hơi bị to luôn. Tụi con cua nó ơi. Một hang hai con, ba một con. Hang bốn con luôn. Nè, có bự nè. Trời ơi, một con cua càng kênh. Vô thùng. Hiện tại giờ cũng được khoảng 3 kg 4 kg cua các bạn ơi. Với mấy con cá lóc, với cá tre gì nữa. Cái lúc này clip này chắc cũng hơi dài dài, chắc lát mình ngưng các bạn ơi. Một hang này. Quá trời vậy. Điện thoại mình dung lượng yếu quá, có mười mấy ghi à. Cua ta. Trời quá đã rồi, đang ghiền rồi. Đã con cua một hang. Mình cũng đang dành tiền kiếm cái mua cái điện thoại đẹp đẹp xíu. Điện thoại mình cùi quá. Cua nữa các bạn ơi. Quá đã rồi. Ừ, ừ. Khu vực này qua hơi bị nhiều cua lắm. Mà điện thoại mình hết dung lượng rồi. Hiện tại mình đã mò đâu được có khoảng 3-4 cái cua với mấy con cá lóc bự bự các bạn. Nè, cua nào con nào nấy nè, nó bự nè, trời ơi trời. Hôm nay được đi chung với bà chị mình mới có cua các bạn. Chứ mà đi chung với báo thủ không có đâu, nãy giờ báo thủ cũng mò được chừng 5 con à. Con cua này đã nhỏ nè. Nè. Quá cho đã luôn rồi. Còn con cua bự nữa. Đâu rồi, đánh cua rồi. Nằm đâu dưới á. Nè, con nào nói nó bự nè, nè, con cua bự nè. Con bự nó cạn luôn à. Nè. Ủa trời. Bự luôn. Con nào nói cái cạn cái kẻ cạn. Bự đó, bự đó. Nãy hả? Không phải đâu. Ừ, nó đó.
Bây giờ mình sẽ kết thúc cái clip này các bạn. Thì mình bắt cũng hơi khá khá rồi, với lại điện thoại mình cũng hết dung lượng rồi nha. Thì các bạn nào yêu thích hai mình với Báo Thủ hôm nay với chị mình, cho mình xin một like với một lượt đăng ký các bạn đây. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì những clip sau mình sẽ đi tiếp tục đi săn bắt dưới suối nữa các bạn ơi. Thì chúc mọi người một ngày sức khỏe nha. Mình đang cầm thùng mình bye bye không được. Bye bye mọi người nha.